hôm nay lần đầu tiên chúng ta học sơ cấp 1. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ học về bằng chữ chữ cái tiếng Hàn nhé. Ok, chúng ta bắt đầu học nhé. Bằng chữ cái tiếng Hàn. Các bạn ấy trong sinh hoạt hay là khi xem một phim Hàn Quốc ấy, đương nhiên đã nghe thấy tiếng Hàn nhiều rồi. Nhưng mà chúng ta chỉ nghe một chút thôi chứ chưa biết viết như thế nào. Với cả chưa xem ý bằng chữ cái tiếng Hàn như thế nào, đúng không nào? Chà, ví dụ các bạn biết ý, thường các bạn hay nói gì? Oppa oppa hay là saranghaeyo. Ok, chúng ta có thể nghe được, có thể nói được. Nhưng mà chúng ta chưa biết cách viết saranghaeyo, cách viết oppa như thế nào, đúng không nào? Thế nên hôm nay chúng ta sẽ học về bằng chữ cái cùng với thầy Bèo nhé. Không khó lắm, cứ theo thầy nhé. Ok, đầu tiên ý, nguyên âm đơn입니다. Chào các bạn thử xem đi. Chữ cái tiếng Hàn, bằng chữ cái tiếng Hàn hình như thế này nhỉ? Các bạn cảm giác thế nào? Cảm giác mà không phải chữ đúng không? Như kiểu bức tranh ý, vẽ đúng không? Ok, chào hôm nay nhá, thầy nhắc lại. Hôm nay chúng ta sẽ học bằng chữ cái, nhưng mà các bạn chỉ tập trung nghe phát âm thôi đi, không còn học thuộc đâu. Chữ cái hình như thế này, hình như thế này, có phát âm như thế nào nhỉ, có phát âm như thế nào nhỉ? Ok, hôm nay chúng ta tập trung như thế này nhá. Chà, chúng ta luyện tập phát âm nhá. Chà, chữ hình như này có phát âm như thế nào nhỉ? Chà, xem này nhá. Thật ra chúng ta đã học như thế nào, theo sách khác hay là theo một giáo trình khác, một cứ dạy biểu hiện như thế này. Chữ này là có phát âm như thế này, thế nên chúng ta phải phát âm như này, là theo nó mà mà kiểu như thế. Nhưng mà thầy Bèo, cách dạy của thầy Bèo thì hơi khác, bởi vì ngôn ngữ cũng là một cái âm thanh tiếng tiếng, thế nên con người không bao giờ biểu hiện âm thanh bằng chữ cái được, hiểu chưa? Chào các bạn thử nghe nhé. Chà, sau khi nghe xong các bạn thử viết đi. Chà, các bạn bắt đầu viết đi. Tiếng này viết như thế nào? Không thể viết được, đúng không nào? Bởi vì tiếng ấy, đó là âm thanh mà, tiếng mà. Chúng ta không bao giờ biểu hiện bằng chữ được. Thế nên, chúng ta suy nghĩ như thế này nhé. Mặc dù nhá, nhiều một giáo trình khác, một xem YouTube chẳng hạn ấy, người ta dạy là chữ hình như này có phát âm là như thế này. Nhưng mà chúng ta ngược lại, chúng ta học ngược lại nhá. Không cần xem phát âm trước. Sau khi các bạn nghe phát âm của thầy trước, sau đó các bạn đoán là chữ này, thầy ơi em, ý chữ này phát âm của thầy này giống như kiểu phát âm kia. Thế các bạn cứ sửa lại, thay đổi hết đi. Hiểu chưa? Nhưng mà các bạn cũng là thắc mắc ý. Thầy ơi, thế thì tại sao người ta giỏi chữ này có phát âm như thế này nhỉ? Bởi vì người ta cũng nghĩ là sau khi nghe phát âm của bằng chữ cái xong rồi nghĩ là phát âm này giống như kiểu chữ này, thế nên biểu hiện như thế này chứ. Đó là tiếng, ngôn ngữ cũng là tiếng, thế nên không thể nói 100% giống như phát âm này, không được. Thế người ta cũng nghĩ là giống như, gần giống nhất phát âm này, thế nên biểu hiện như thế này thôi. Thế nên chúng ta học như thế này nhé. Sau khi các bạn nghe phát âm của thầy trước, sau đó các bạn nghĩ là thầy ơi phát âm này giống như kiểu chữ kia, thế nên các bạn cứ viết đi, thay đổi thoải mái đi. Tiếng Hàn đơn giản lắm, hiểu chưa? Bởi vì đặc biệt tiếng Việt quá nhiều dấu. Chả ví dụ nhé, một chữ này đó là phát âm như thế nào? Đúng không nào? Chữ này phát âm gì nhỉ? Đúng không? Theo tiếng Việt đi, hai chữ này phát âm khác, bởi vì đó là a. Bởi vì tiếng Việt có nhiều dấu, thế nên dấu này khác, thế nên hai cái phát âm khác, thế nên hai cái ý nghĩa khác, chữ khác, đúng không nào? Nhưng mà tiếng Hàn không có dấu, thế nên không có dấu, xem nào, không có dấu thì sao nhỉ? Hai chữ này giống nhau, tóm lại là tiếng Hàn không có dấu, thế nên a này mà a này tất cả đều giống như, đối xử giống nhau hết. Hay nhỉ, đúng không nào? Chỉ thời nhắc lại nhá, chỉ tiếng Việt có nhiều dấu, thế nên chúng ta cứ để ý phát âm một như nào như nào, đúng không? Nhưng mà tiếng Hàn không có dấu, thế nên gần 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 giống nhau, gần 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 thì tất cả giống nhau hết. Mà a này tiếng Hàn thì đối xử giống nhau hết, các bạn hiểu chưa? Tiếng Hàn không khó đâu. Chà, ví dụ nhá, các bạn thường xuyên nói là thôi ơi, sao là em thắc mắc nhá, bởi vì em phát âm là a nhưng mà bạn kêu phát âm là a, ai đúng mà
cả giống nhau hết đúng không nào? Bởi vì tiếng Hàn không có dấu, thế nên các bạn không cần ngại đâu. Các bạn cứ thoải mái đi. Hiểu chưa? Tiếng Hàn không khó nhá. Chúng ta bắt đầu học bằng chữ cái nhá. Chữ hình như này, chữ hình như này. Các bạn nghe phát âm của thầy trước, sau đó các bạn viết ghi phát âm nhá. Ok. Chà, bắt đầu nhá. Chữ hình như này là a. Các bạn đọc theo thầy nhá. A. Thế nên a. Giống như kiểu phát âm như thế này nhỉ? Có được không? Ok. Nếu mà thầy viết a thì có sao không? Đúng rồi, không sao đúng không? Bởi vì tiếng Hàn không có dấu, thế nên a này, a này, a này tất cả đều giống nhau hết. Ok, hiểu chưa? Chà, tiếp theo. Chà, chữ này nhá. Chà, các bạn nghe phát âm của thầy trước đi. Nhá. Ya. Ya. Ok, các bạn đọc theo thầy nhá. Ya. Ya. Ok. Các bạn có thấy không? Khi chúng ta xem phim Hàn Quốc ấy, khi người lớn ấy gọi người ít tuổi hơn mình ấy, gọi là gì? Ya ya ya. Ơi ơi, ya ya ya. Đúng không nào? Giống như kiểu chữ này, phát âm giống nhau luôn. Chà, thế nên ya 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 ya. Ya ya ya. Như này luôn. Ya ya, được không? Ok. Chà, đáp lại nhá. Ya. Ya. Chúng ta xem chữ này nhá. đọc theo thầy nhá. Thế nên chữ này giống như phát âm gì nhỉ? Như này được không? Cái này phát âm như thế nào nhỉ? Đúng không? Nếu mà thầy viết như thế này, cái này phát âm là gì nhỉ? Đúng không nào? Nếu mà thầy viết phát âm này giống như này, có được không? Nếu mà giống như thế này thì có sai không? Không nhỉ, không. Tại sao nhỉ? Bởi vì vấn đề thấy nói gì nhỉ? Tiếng Hàn ấy không có dấu, thế nên này tất cả nhìn nhau hết. Thế nên các bạn cứ suy nghĩ đơn giản đi. Thầy ơi, tiếng Việt thì này khác nhau mà. Đương nhiên đó là tiếng Việt, bởi vì tiếng Việt có nhiều dấu, nhưng mà tiếng Hàn không có dấu, thế nên này tất cả đều giống nhau hết. Thế nên các bạn thoải mái đi. Chà, đọc tiếp thôi nhá. Hiểu chưa? Chà, tiếp tục. Chữ hình như này. Chà, các bạn nghe nhá. Yo. Ok. Yo, đọc theo thầy nhá. Yo. Ok. Yo. Viết như thế nào? Yo. Yo, được không? Yo. Thật ra nếu mà các bạn chưa quen phát âm này, yo, thế nên cứ chia một chút đi. Yo. Hiểu chưa? Chúng ta luyện tập phát âm lại nhé, đọc theo thầy đi. Chà, chữ hình như này, phát âm gì nhỉ? A, đọc theo thầy đi. A, ok. Chà, tiếp theo, chữ này là ya, ok. Tiếp theo, tiếp tục, chữ này là yo, hiểu chưa? Chà, thầy nhấn mạnh một cái nhá. Chắc chắn các bạn đang thắc mắc, thầy ơi, chữ này nhá, không phải phát âm giống như thế này. Thầy ơi, khác chứ, thầy nói rồi mà. Thật ra chúng ta không bao giờ biểu hiện bằng chữ được. Nhưng đó là âm thanh thôi, đó là tiếng thôi. Thế này nhá, các bạn ấy không cần để ý cái phát âm bằng tiếng Việt nhá. Thầy nghĩ là giống như chữ này, thế nên thầy cố tình viết như vậy thôi, chứ không thể nói 100% giống như phát âm này. Các bạn hiểu chưa? Ok. Thế này nhá, các bạn cách học bằng chữ cái thay đổi đi. Đừng theo phát âm tiếng Việt. Cứ nghe giọng của thầy trước, sau đó cứ hiểu đi. À, chữ này là a. Nhưng mà không thể biểu hiện tiếng Hàn, tiếng Việt như thế nào. Không sao, bởi vì các bạn hiểu thì được. Ok, 이해됐습니까? 자, 띄엄 냐? 주 hình như thế này. 저 như thế này. Giống như tiếng Việt luôn. 자, các bạn nhé. Đó là phát âm là như này. Cái này tiếng Việt nhỉ? Phát âm là gì nhỉ? U, đúng không? U. Các bạn đọc theo thầy nhé. U. Tiếp theo, chữ này
như thế này. Đó. Các bạn ơi, các bạn có nhớ một xin chào, một yêu anh yêu em không? 안녕하세요. Đúng không nào? Vậy cả yêu là gì anh yêu em? 사랑해요. Ok. Đó là phát âm này. Chữ này phát âm là you. Dạ nghe nhá. You. Ok, đọc theo nhá. You.